Tao thường mua sushi ở Sam thôi à. Tại vì ở đây á, mắc fresh every day á, họ làm mới mỗi ngày luôn, cho nên ăn á, chất lượng lắm luôn mà ngon nữa. Đi chợ to đồ ngon. Thịt cua nè, sò đẹp bự nè, cá tuna nè. Trong quá trình đi biển, cả nhà tranh thủ ghé quán sân vườn để ăn. Mình chọn món lẩu Thái với món nướng. Một chút để coi coi nó ngon như thế nào. Một cái nồi lẩu Thái và món nướng của bánh tráng. Biển thích nhất là ghé cái nơi này. Ở đây có đặt một cái nhà vệ sinh công cộng cho nam và nữ. Ở trong đó có nhiều cái buồng đi khác nhau, không cần phải đợi. Ở đây là cái chỗ ngồi ăn, có nhiều cái túp lều ngồi ăn như vậy. Ngắm ra ngoài biển, có nhiều người đứng câu cá. Có cầu, có gì rất là thơ mộng ha. Hồi sáng có mua hai cái bát sushi, bây giờ ngồi mình ăn. Thôi thì ngồi ngoài bàn. Ở chợ bán lúc nào cũng để sẵn là đũa. Thank you.
come? Mẹ đốt cho nè. Is it spicy? No. Nào. Lấy ăn đi. Có chừng giác cái lá dính màu xanh xanh á. Cay á. Con lấy cái nào mà không dính màu tạt nè. Đây nè, ơi. Bánh cơm. Làm được. I like to eat this. Yeah. Cá béo không? Tươi ra. Sướng rồi. Béo ngon quá. Hèn chi ở đó nó làm đồ ăn tươi á, cho nên đồ ăn mua sushi đó nó cũng ngon lắm. Cá béo ngọt ngon quá. Thơm. Yes, two more. Okay. That's one spicy, yeah. I think. No, not spicy. One is? So sắc ngọt cái nắp. Ngon 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 ngon. À con chim đó không? No, I said the flowers. Fuck that. Can I eat some? Không muốn lấy bên đó đi. Please. No, no, đừng lấy này, lấy này nè. Ơi. Okay, what the fuck? Cái phần này ở chợ bán, ở chợ Sam á, bán 14.98 sen á, nhưng 15 đồng một phần. Sắm mua 2 phần. Ở cái chỗ này cũng lạ, thích màu tím hay sao? Làm màu tím, đồ đựng nước tương cũng màu tím, cái đũa cũng màu tím. The last one, Tom, you want it? Huh? You want it? I don't want the last one. Got that? Shut it up. Hey. Không có tay ăn nên phải xói nước tương lên luôn.
hai bịch nước tương này, chứ lần trước là phải ba bọc mới đủ. Nhưng mà tại vì sao không? Tới lên trên luôn. Ê, Tu Sơn, phụ coi kéo giảm cái kia xuống dùng coi. Chúng ta đã đến biển. Đây là biển Galveston, là cái biển lớn nhất ở đây, ở Houston. Ai đến chơi Houston cũng đều đi cái biển Galveston này. Cái biển Galveston này cách nhà mình khoảng 40 phút lái xe, còn đi bộ thì không có biết. Trời lạnh quá, vài người vẫn thích tắm là tắm thôi. Nhiều khi ở trên là lạnh nhưng mà ở dưới biển nước nó ấm. Cho nên nhiều khi cái những cái vụ án đó, người ta trói những cái người mà đi thả xuống sông á, tuy là trói rồi thả xuống luôn, mà ở trên thì lạnh nhưng mà ở dưới nước ấm, cho nên những cái người đó họ không có chết và được người khác cứu lên đi. Số phận còn may mắn. You actually fucking listen to those gay ass. Cái này ở đâu rồi nó?
này đang ăn uống ngắm cảnh sướng không? Hồi nãy giờ gia đình của mình đi vòng vòng biển á, xong rồi mình chạy ghé Bon Mạc để mua một ít đồ, mua kẹo mình thích nè. Mình mua 4 cái bát kẹo mình thích, mấy mà mấy kẹo cho trẻ em. Xong rồi mình mua áo, rồi mình mua bóng đèn, rồi mua mấy cái màn Noel nó rất là đẹp. Mình rất là thích mua mấy cái màn Noel hay là cái màn mùa Halloween á. Mỗi một năm á họ có mẫu thiết kế mới nhìn rất bắt mắt. À, con nít nha, ví dụ ai mà tuổi con chó thì cứ thích mua những cái con chó, còn mình thích mua những cái lá, giống như cái lá gọi là trạng nguyên hay gì vậy đó. Rồi xong nói chung tuyệt vời, trong nhà mình có thể là Noel nó không có nhiều gì đó, tại vì mình không thích chiên nhọn rồi sáng đi đem cất đi rất là chật chỗ, cho nên mình thích mua gì mình thích thôi. Ví dụ mình là chuyên cho sưu tầm về màn Noel thì nhà mình sẽ có nhiều màn Noel, thậm chí có khi có chục cái màn luôn á, rồi có thể tháo dùng hoặc không dùng, mình để một đống vậy đó. Mới mua cái áo 11 đô. Tại sao mua cái áo 11 đô này? Tại vì thứ nhất á, ở phía trước á, nó có cái đồ để điện thoại nè. Đó, ngon lành chưa? Mà quá rẻ mà lại mềm mại nữa. À, tại sao không bao giờ khoe mua hàng hiệu mấy ngàn đô mà thích khoe những cái á, hả, lụng dụng, rẻ tiền vậy đó. Cái này mới thực tế, còn mấy cái hả hàng hiệu hay là tiền bạc hay cái gì khoe là chỉ có chết thôi à, rất là nguy hiểm đó. Cho nên mình khoe cái này nè, bán ở quan mạc 11 đô, ngon lành luôn. Giờ mặt nè, chứ đừng có mà bày đặt hả khoe hàng hiệu hay là nghĩ mình ô đẳng cấp không tới, cho nên cứ tối ngày khoe đi 99 cent hay là hả mấy cái đồ rẻ tiền hay gì, bằng ai đâu mà bày đặt khoe hay gì, ví dụ vậy. Mình nói để biết vậy luôn, mua hàng hiệu chưa chắc bằng bày đặt. Mua cái giỏ bằng mình, mua 4 cái giỏ bằng một mình, mua một cái giỏ thôi đó bày đặt. Nói chung cỡ nào cũng chơi nổi hết á, đấu với chị có chết thôi. Ok, đây mặc cái áo 11 đô nha. Mình thường ủng hộ những cái hàng mà thông minh á, mình mua một cái sản phẩm nào đó là mình mua nó ủng hộ cái sự thông minh, thiết kế thông minh của họ. Cái cổ này là mình cũng không thích lắm đâu, nhưng mà cái mùa lạnh là cổ cao này cũng ok rồi. Chưa có chạy xe mới cần thắt dây an toàn. Hèn chi bỏ cái dây thắt toàn trong áo sao mặc được hết nói nổi. À quên, nó mặc cái kiểu này mình phải cầm cái áo tay dài của mình vô cái tay như vậy nè. Mình cầm như vậy, lúc gì mình mặc là cái tay này nằm ngoài luôn, không có bị cuốn vô trong cái áo. Ở phía trước á, cái bụng cũng vậy, họ mai bằng cái thun đàn hồi đó, ra vô được nè, kéo giãn ra giãn vô được. Đây, ví dụ như lúc lạnh á, mình kéo lên vậy. Đây có cái túi ha, đi đâu cái mình bỏ tiền vô, bỏ điện thoại rồi vô, cũng bự lắm á, bỏ điện thoại bự được luôn. Rồi cái tay lạnh á, đút qua bên hông vậy, bóp vậy luôn, tuyệt vời, ngon làm. Mình có mà ra biển trời lạnh không xi nhê gì đâu.